Sự cúng lạy của người cư sĩ tại gia. Bài nguyện trước bàn thờ ông bà. Cầm hương, xá ba xá, quỳ xuống, chắp tay đưa lên trán nguyện. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ, quy y Phật, chỉ dốc tu hiền, tạo phước duyên. Cắm hương rồi đứng ngay thẳng, chắp tay vào ngực đọc tiếp. Cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ân sanh dưỡng dày công nhọc nhằn. Rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải, liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, độ con yên ổn, vững bền cội tu. Lại bốn lại. Bài nguyện trước bàn thờ Phật. Cầm hương, xá ba xá, quỳ xuống, chắp tay đưa lên trán, đọc bài quy y. Nam mô ta bà giáo chủ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tam niệm. Nam mô thập phương Phật, nam mô thập phương Pháp, nam mô thập phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, quan thượng đẳng đại thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi, cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Cắm hương lại bốn lại cũng được, hoặc cắm hương đứng ngay thẳng, chắp tay vào ngực đọc tiếp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Giảng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Lại bốn lại rồi xá. Một xá chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một xá bên trái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, một xá bên mặt niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bàn Thông Thiên. Cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn Thông Thiên cầu nguyện bốn hướng. Lấy bàn Thông Thiên làm hướng chánh, trước mặt, sau lưng, hai bên vai. Hướng chánh bàn Thông Thiên có nguyện đọc bài quy y, còn ba hướng kia chỉ đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Mỗi hướng đọc rồi lại bốn lại. Khi cầu nguyện nếu không thể lại được thì xá ba xá, lại đứng hay lại quỳ tùy theo lúc yếu mạnh. Niệm Phật. Cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Hay niệm Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu, Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Nam mô A Di Đà Phật, 6 chữ
đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Khi ăn cơm, mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy, đều nguyện vái cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá vãng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu thảo. Ăn chay đến ngày đơm quại có chi cúng nấy, ăn chay ngày 14, 15, 29, 30, tháng thiếu 29 và mồng 1. Có nhang thì đốt, không có thì nguyện không. Hàng năm đến 3 ngày xuân nhật thì ngày 29, 30 và mồng 1 phải ăn chay. Trong mấy ngày ăn chay phải cúng chay, qua đến ngày mồng 2 có chi cúng nấy cũng được. Đến ngày mồng 3 ra mắt, không nên sát sanh loài vật mà cúng tế trời Phật, chỉ dùng bông hoa mà cúng thôi. Đi xa nhà, đi làm ruộng đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyện rồi xá bốn hướng. Còn đi xa nhà thì nguyện tưởng trong tâm cũng được.